Thái Uyên. Huyệt Thái Uyên nằm trên kinh Thủ Thái Âm Phế, ký hiệu LU9. Vị trí huyệt Thái Uyên. Huyệt Thái Uyên nằm ở khe khớp cổ tay, bờ trong của gân duỗi ngón cái. Cách lý huyệt Thái Uyên, mời bạn quan sát và cùng thực hành với tôi. Đây là tay trái của tôi. Tôi sẽ lấy huyệt Thái Uyên trên cổ tay trái này. Bạn cũng có thể thực hành lấy huyệt Thái Uyên trên cổ tay phải theo cách tương tự. Trước hết, xin mời bạn cùng cảm nhận và xác định vị trí của gân duỗi ngón cái. Muốn vậy, bạn hãy đặt ngón tay trỏ của tay đối diện lên vị trí này của cổ tay. Ở đây, tôi dùng ngón tay trỏ phải đặt lên cổ tay trái như thế này. Nào, ta ấn mạnh đầu ngón tay cái trái lên mép bàn hay một vật gì đó có tác dụng làm điểm tì. Ta nhấn rồi thả đầu ngón tay cái trái như thế này. Qua đó, bạn có thể dễ dàng cảm nhận được sự vận động của gân duỗi dài ngón cái ở bên dưới đầu ngón tay trỏ phải. Đây là gân duỗi ngón cái ta cần xác định. Huyệt Thái Uyên nhất định phải nằm ở phía trong của đường gân này. Bây giờ, ta xác định rãnh mạch quay. Đây là rãnh mạch quay. Đây là hai cái gân rất lớn nằm ở giữa mặt trong cổ tay này. Rãnh mạch quay nằm sát ngay phía trên này. Bạn có thể sở thấy động mạch quay ngay bên dưới đầu ngón tay như thế này. Đây cũng là vị trí bắt mạch của người thầy thuốc đông y. Đây, ngay dưới đầu các ngón tay của tôi, thốn, quan và xích, mạch đập rất rõ ràng. Bạn cũng có thể thử tự bắt mạch cho mình và cảm nhận động mạch nằm ở dưới các đầu ngón tay. Như vậy là, nằm trong dãy mạch quay là động mạch quay. Chúng ta có thể sờ và cảm nhận được rất rõ vị trí của nó. Còn đây là lằn ngang cổ tay. Nó trùng với vị trí của khe khớp cổ tay. Giao điểm giữa lằn ngang cổ tay với rãnh mạch quay chính là vị trí của huyệt Thái Uyên. Tuy nhiên, tại vị trí giao điểm này cũng có động mạch quay chạy qua. Huyệt Thái Uyên nằm ở phía ngoài của động mạch này. Đây là huyệt Thái Uyên. Nó nằm trên lằn ngang cổ tay, đồng thời cũng nằm thẳng với rãnh mạch quay và ở phía ngoài của động mạch quay. Chi tiết này có thể không quan trọng cho việc bấm huyệt, xoa bóp, nhưng lại rất quan trọng cho việc châm kim chính xác, tránh châm vào động mạch. Ngoài ra, huyệt Thái Uyên cũng nằm ở phía trong của gân duỗi ngón cái. Như vậy, ta tìm được vị trí của huyệt Thái Uyên, nằm trên giao điểm của khe khớp cổ tay với rãnh mạch quay, phía ngoài của động mạch quay và bên trong của gân duỗi ngón cái. Huyệt Thái Uyên. Huyệt Thái Uyên LU9. Theo đông y, huyệt Thái Uyên có tác dụng khu phong, hóa đàm, lý phế và trị khắc. Huyệt Thái Uyên thường được chỉ định áp dụng điều trị các chứng bệnh đau như đau họng, đau ngực, đau tim, đau lưng, đau vai và đau quanh khớp cổ tay, các chứng hen, suyễn, ho ra máu và viêm thanh quản, v.v. Các thông tin chi tiết có liên quan đến huyệt Thái Uyên có trong các kênh và các website của Vicudo. Xin mời bạn tham khảo thêm. Cảm ơn bạn. Chúc bạn sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.